Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về dự án DeFi mạng Binance Smart Chain có tên là Baby Tiger, con cọp con nha các bạn. Ok, đây là một dự án về DeFi và đây các bạn có thể xem được thông tin của nó này. Tổng cung là 10 triệu tỷ token và nó sẽ launch on PancakeSwap còn tầm một ngày nữa thì nó sẽ được list ở trên PancakeSwap nhá. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tham gia cái chương trình Aerobe của nó để có thể nhận được cái đồng token này. Khi bạn tham gia thì bạn sẽ nhận được 50 triệu Baby Tiger và mỗi một lần giới thiệu thì bạn sẽ nhận được 10 triệu Baby Tiger nữa. Và hình thức tham gia cái chương trình Aerobe là các bạn hoàn thành các nhiệm vụ ở trên bot Telegram của nó nhé. Các bạn mở bot Telegram của nó lên này. Bạn mở ra. Ok, ở đây chính là bot Telegram, các bạn nhấn Start này. Các bạn nhấn join Aerobe cho mình. Ủa, hơi nhầm lẫn một tí nhỉ. Trên này là 500 triệu đúng không? Nhưng mà ở trên ảnh của đây thì là 50 triệu này. Nó hơi chắc là nó nhầm lẫn một tí thôi. Không sao, các bạn cứ làm đi. Chắc là chúng ta sẽ nhận được 500 triệu nhá. Đấy, các bạn sẽ làm các nhiệm vụ này. Đầu tiên là join vào channel Telegram. Ok. Tiếp theo này là join vào group Telegram. Đấy. Và các bạn sẽ follow tweet, retweet bài viết đã ghim và tag ba bạn bè. Ok, những cái này thì quá đơn giản rồi. Quá quen thuộc đối với chúng ta rồi đúng không? Follow cái trang tweet của nó này. Đấy. Retweet bài viết đã ghim và tag ba bạn bè thì các bạn sử dụng cái quote tweet này nhá để có thể tag ba bạn bè của mình. Đấy, thì các bạn tag ba bạn bè xong và các bạn có thể viết một cái tag nào đấy, Aerobe chẳng hạn. Các bạn nhấn tweet lại này. Sau đấy thì các bạn xem cái link cái bài tweet của chúng ta và các bạn quay trở về cái bot để các bạn có thể submit detail nhé. Đấy, submit detail này. Đầu tiên là các bạn sẽ submit do username Telegram. Thì các bạn điền username Telegram của bạn vào, bao gồm a còng ở phía trước cho mình nhé. Tiếp theo là các bạn retweet submit username. Nó sẽ chỉ cần yêu cầu chúng ta submit username thôi. Thì các bạn copy username. Username chính là cái phần này nhé. Các bạn paste vào bao gồm a còng ở phía trước. Tiếp theo nữa là các bạn submit your smart chain BIP 20. Thì cái ví này ấy, các bạn có thể sử dụng ví ở trên Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Đấy, ở đây thì mình sử dụng ví MetaMask đã cài đặt mạng Binance Smart Chain rồi. Copy lại và paste nó. Đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Tiếp theo là vậy, bot có vẻ như bị đơ rồi. Rồi, ok, thì các bạn nhấn vào Static này. Static này là thống kê lại cho các bạn về cái rep cũng như là số lượng token mà các bạn đã có. Bot nó hơi láng một tí nha các bạn. Các bạn có thể thấy là nó hơi láng này. Ok, thì các bạn nhận được 500 triệu token Baby Tiger và các bạn copy cái link rep này này thì các bạn sẽ nhận được thêm 100 triệu Baby Tiger cho mỗi một lần giới thiệu nhá. Ok, như vậy là đã xong. Đơn giản như vậy thôi thì các bạn đã có thể tham gia vào chương trình Aerobe đến từ dự án Baby Tiger mạng Binance Smart Chain. Chúc cho các bạn kiếm được thật nhiều coin và có thể bán được thật nhiều tiền nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho anh em nhé. Hãy nhớ nhé, nhấn đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những dự án kiếm tiền online mới nhất, uy tín nhất và chất lượng nhất đến từ channel của Tiến Sư Phụ. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.